Chú có phải chú Lục chuyên gia nuôi tu hài không ạ? Chuyên gia thì không phải đâu, nhưng mà mình làm cái nghề này cũng lâu năm rồi thôi. Thế đây là chú đang làm gì đấy ạ? Cái này là mình đang là chuẩn bị để sàng cái cát để ươm giống cấp 1 đấy mà. Bây giờ cháu cầm cát ra đây. Dạ vâng. Và chú sẽ coi là sàng cái cát này Vâng. rồi mang con giống ra giã. Cấp 1 thì con giống nó nhỏ, nó chỉ có 3 đến 5 ni mà. À, Đấy đấy, chú nó sẽ nhỏ cầm như trên này. tay thử xem nào. À, đấy. Chà, con giống tu hài cấp 1 đúng là bé và nó chỉ có kích thước khoảng 5 mm như lời chú Lục mà thôi. Nhìn con này thì tôi vẫn chưa thể tưởng tượng ra được món tu hài nướng mỡ hành mà tôi vẫn thường ăn rất là ngon miệng như thế nào. À, chú Lục ơi, thế còn con tu hài giống cấp 2 nó như thế nào Đây, ạ? giống À. cấp 2 thì thường thường là đạt kích cỡ được từ 1 phân 8 đến 2 phân. Vỏ của nó cũng cứng ra phết rồi đấy. Ê, Chú biết ê, đừng, bóp phải hỏng mất đấy. À đấy. Bây giờ muốn làm giống cấp 1 thì đầu tiên là mình phải sàng cát vào trong cái lồng này. Vâng. À, mình Dùng cứ cái rũ gì? rũ rũ thế này. À, thế là cát nó tự chảy ra đúng không ạ? Cái cát nhỏ nó chảy ra, còn Vâng. những cái tạp chất thì nó Thì nó ở tự lại. động lại. Đấy. À, Rất đơn giản. đấy. Không là thế nào nữa ạ? Bây giờ là con giống cấp 1 nhé. Con giống Đây. cấp 1. Rồi mình đóng vào cái chén này. Chú để cháu làm thử xem nào. À, đây. Rồi. Cái đông đầy một cái chén này nó rơi vào khoảng tầm 6 đến 700 con. 6 đến 700 con trong một 6 cái đến chén này 700 á. con trong Nhiều một quá nhỉ. cái chén này. Thế là xong con giống cấp 1 rồi ạ. Chú cho cháu mượn con giống cấp 2 mấy ạ. Đây, con Để giống cháu cấp thả 2 nó luôn đây. xuống giống như con giống cấp 1 thôi mà. Ấy không được, làm cái này như Không vậy ạ. không được, con giống cấp 2 là phải làm khác. À thế ạ. Thế thì phương pháp của con giống cấp 2 như thế nào hả chú? Bây giờ đi ra ngoài đây, tôi sẽ dạy. Chú đang Đây có chú. cái dụng Đây cụ đây. gì trông hay thế hả chú? Đây là cái khuôn dập. Nếu mà Cái mày này trông chả khác gì đinh ba của chú Bát Giới gì cả. Thế thực ra thì nó dùng như thế nào hả chú? cái này là để nó định vị con giống nó nằm yên cái chỗ À. mình cần, phải cho nó thẳng hàng thẳng nối mà. À. Thì mình đặt làm sao nó thật là cân ở trong cái Rồi. lồng này, đè mạnh xuống Để cháu thử thì nhá. sẽ được. Sau khi dùng cái dụng cụ đặc biệt này để định vị cho các chú tu hài giống cấp 2 thì tôi thấy rằng là nếu mà đóng cho khoảng độ 20 cái sọt cát thì cũng khá là mệt đấy. À, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với việc là đặt con giống tu hài cấp 2 vào đây. Xong rồi chú ạ. Thôi bây giờ là mình đến đến giai đoạn là cuối cùng là mình đưa cái này xuống nước. Vâng, À, rồi bây ạ. giờ chú cháu mình cho nước nào. Yeah. Một, Đó, hai, ba ba. Rồi. À, bao nhiêu lâu thì mình mới thu hoạch được chú? Cái này phải 1 năm. Các bạn thân mến, tu hài là một món ăn rất là ngon miệng và việc nuôi trồng tu hài thì còn thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ đợi 1 năm nữa để cùng S Việt Nam quay trở lại đây tìm hiểu xem những con tu hài mà ngày hôm nay tôi cùng chú Đục gieo trồng xuống nó như thế nào nhé.